khách tây kể trải nghiệm đi tàu thống nhất cú giật mình khi tỉnh dậy vào giữa đêm và thú vui nếm thử đồ ăn trên tàu xin chào các bạn khán giả thân yêu của tri thức việt các bạn thân mến đoàn tàu đi qua những tán lá rừng rậm rạp bãi gỗ trang trại ngỗng cánh đồng lúa những con trâu nước nghỉ ngơi bên sông thuyền đánh cá và đại dương xanh chói mắt vị khách du lịch nước ngoài viết trên tờ washington post sự lãng mạn khi đi tàu hỏa ở những nơi như nhật bản và tây âu tàu hỏa có thể là cách đi lại hiệu quả nhất không cần đến sân bay vài giờ trước khi khởi hành, ít thủ tục an ninh hơn và giảm thiểu khả năng hủy chuyến. Nhưng điều đó không phải xảy ra ở Đông Nam Á, nơi các chuyến bay giá rẻ nhanh chóng trở thành phương tiện di chuyển nhiều nhất. Bạn có thể đi từ Bangkok đến Lào trong 70 phút với 50 đô la Mỹ hoặc đến Bali trong khoảng 4 giờ với 100 đô la Mỹ. Nhưng đây không phải là điều tôi muốn trong chuyến đi đầu tiên của tôi trở lại châu Á kể từ sau đại dịch và lần đầu tiên đến Việt Nam kể từ năm 2016. Tôi muốn nhìn đất nước này theo một cách khác, vì vậy tôi quyết định bỏ chuyến bay ngắn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội và thay vào đó là đi hai chuyến tàu đêm trong 3 ngày. Chuyến tàu có sức hấp dẫn lãng mạn, chạy chậm chậm, thay thế lịch trình nghiêm ngặt bằng việc kết nối với những địa điểm mới theo cách có ý nghĩa hơn. Đi bằng đường sắt hứa hẹn sẽ mang đến khung cảnh của vùng nông thôn xanh tốt của Việt Nam, và hơn hết, đó là cơ hội để thử một số món ăn trên tàu một trò tiêu khiển yêu thích của tôi. Kết quả đúng như tôi mong đợi. Tôi đã đặt chuyến đi trước vài tuần thông qua trang web của đường sắt Việt Nam. Tôi quyết định thay đổi hành trình vài ngày trước khi khởi hành và nhân viên đường sắt Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu này qua email và hoàn lại tiền cho tôi trong vòng vài giờ. Vào ngày đi, tôi xuất trình vé trên điện thoại trước khi lên tàu mà không cần in ra hay làm thủ tục tại ga tàu. Đầu tiên là chuyến đi xuyên đêm kéo dài 22 giờ 44 phút của tôi trên chuyến tàu thống nhất, cái tên nói về sự thống nhất của hai miền Nam Bắc Việt Nam. Đoàn tàu chạy trên tuyến đường sắt Bắc Nam từ thành phố Hồ Chí Minh đến biên giới phía Bắc của đất nước với Trung Quốc, với nhiều điểm dừng trên đường đi. Đây là tàu giường nằm, được đa số người dân địa phương sử dụng có bốn loại giá vé, ghế cứng rẻ nhất và ít thoải mái nhất, ghế mềm, giường cứng và giường mềm. Với 64 đô la Mỹ, tôi đã có một vé giường nằm từ thành phố Hồ Chí Minh đến Huế, cố đô của Việt Nam và là một điểm đến được ưa thích bởi ẩm thực phong phú, cách Hà Nội khoảng nửa đường. Trong suốt hành trình, các nhân viên thường xuyên đến bán cà phê, đồ ăn nhẹ và các bữa ăn như cơm, súp và cháo thịt băm ăn sáng. Đôi khi, tàu cũng dừng đủ lâu để hành khách có thể xuống và mua đồ ăn nhẹ từ những người bán hàng trong ga, cả đồ đóng gói và đồ ăn nóng. Khi tàu dừng ở Đà Nẵng khoảng 10 phút, tôi đã nhảy xuống và ăn một cây kem khoai môn ngon lành. Sau một đêm ở khách sạn và một ngày ở Huế, tôi lên đường đi Hà Nội trên tàu Lotus Express, một loại tàu du lịch rừng nằm đẹp hơn chỉ với vé rừng nằm mềm phòng 4 giường và phòng VIP phòng 2 giường. Giá vé cho hành trình kéo dài 15 giờ là 72 đô la Mỹ. Đoàn tàu cũng tương tự tàu thống nhất, nhưng có wifi, nệm dày hơn, nhiều đồ trang trí hơn, một ly rượu vang miễn phí, một túi đồ ăn nhẹ và lượng khách du lịch nhiều hơn theo cấp số nhân. Chia sẻ không gian với người lạ, khi tôi lên chuyến tàu tốc hành thống nhất, chỉ có một hành khách khác trong cabin của tôi, một người đàn ông Việt Nam lớn tuổi tên DAC. Anh ấy nói một chút tiếng Anh, còn tôi thì không nói được tiếng Việt, nhưng tôi được biết anh ấy từ thành phố Hồ Chí Minh và đang ra Hà Nội để gặp gia đình. Sau đó, một cặp vợ chồng người Đức lên tàu vào buổi tối và sau đó rời đi trước khi trời sáng. Hai đứa trẻ Việt Nam nhập hội cùng chúng tôi vài giờ trước khi đến Huế. Phải mất một lúc để có được sự thân thiết giữa những người bạn cùng toa. Sẽ có những khó khăn khi ở cùng một không gian với nhau, đặc biệt là khi đến giờ đi ngủ. Bạn cùng toa của tôi đã nghe video trên điện thoại của anh ấy với âm lượng tối đa trong đêm. Có những người khách đến và đi, tiếng ầm ầm và sóc nảy của tàu chạy và giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của một người xa lạ khi thức dậy vào lúc nửa đêm. Nhưng tôi đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ với DAC với tư cách là bạn cùng toa. Và cuối chuyến đi, chúng tôi đã xây dựng được một tình bạn thân thiết. Chúng tôi cho nhau xem ảnh gia đình và mời nhau đồ ăn nhẹ cùng đồ uống bất cứ khi nào các nhân viên trên tàu đẩy chiếc xe đẩy đi qua. Hành trình đáng giá Tôi thức dậy lúc bình minh vào cả hai buổi sáng và đi bộ trên hành lang tàu sau những đêm ngủ chập chờn. Đây là những khoảnh khắc yêu thích của tôi trong cuộc hành trình. Chúng tôi đi qua những tán lá rừng rậm rạp, bãi gỗ, trang trại ngỗng, cánh đồng lúa, những con trâu nước nghỉ ngơi bên sông, thuyền đánh cá và đại dương xanh chói mắt. Đó là khung cảnh chính xác mà tôi đã hy vọng khi hình dung về chuyến đi. Đây là những thứ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy trên các chuyến bay. Mặc dù cảm thấy mệt mỏi vì ngủ không ngon, nhưng tôi cảm thấy biết ơn sâu sắc về trải nghiệm này. Sau hàng chục giờ trên những chuyến tàu này, tôi cảm thấy gắn bó với những du khách khác và nhân viên, đồng thời cảm thấy quen thuộc hơn với phong cảnh Việt Nam bên cạnh những điểm đến nổi tiếng nhất. Tàu lăn bánh rời Sài Gòn trong buổi sáng sớm, cảm giác ngồi trên toa tàu thoải mái cùng tiếng cười nói rôm rả trong những giây phút tàu lăn bánh là những trải nghiệm không thể nào quên. Trong mắt du khách, tàu thống nhất là hành trình khám phá tuyệt vời, nhưng với người dân Việt Nam, con tàu này còn là biểu tượng của sự thống nhất, nối liền hai miền đất nước đoàn tàu duy nhất được Pháp xây dựng 1899-1936 để vận chuyển vũ khí và lương thực cả hai miền và bị phá hủy trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Từ năm 1954, tàu thống nhất ngưng hoạt động vì không được phép đi qua vùng phi quân sự gần Huế do Mỹ thiết lập nhằm chia cắt hai miền Nam Bắc. Bên ngoài sân ga Sài Gòn, tôi gặp anh Ngọc, người cống hiến 55 năm cuộc đời cho những chuyến đi lãng mạn nhất của Việt Nam. Từ khi còn là cậu bé sống ở Tây Nguyên, anh đã rất thích tàu hỏa. Anh nhớ lại lần đầu tiên khi nhảy lên tàu mà không có vé nên đã bị nhân viên trên tàu phát hiện và đuổi xuống. Kể từ đó anh ước mơ và làm mọi cách để có thể làm việc trên con tàu này. Điều đó đã trở thành hiện thực, anh trở thành một trong những người góp phần xây dựng lại hệ thống đường sắt thống nhất Việt Nam. Tuyến đường sắt nối liền Bắc Nam được khởi công xây dựng và tu sửa lại vào ngày 31 tháng 12 năm 1976 sau hơn 20 tháng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hành trình Sài Gòn Tháp Chàm Đà Lạt. Chuyến phiêu lưu của chúng tôi bắt đầu từ ga Sài Gòn đi Đà Lạt vừa ra đến ngoại ô khung cảnh hai bên đường đã hiện ra đầy quyến rũ với những cánh đồng lúa xanh mơn mởn lắc lư theo các cơn gió rít hai bên đường thấp thoáng những ngôi nhà nhỏ ẩn mình dưới những tán cây cổ thụ xen kẽ xóm làng là những nghĩa trang với những nấm mồ với cây cỏ dây leo quấn quanh điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là tháp tràm công trình độc đáo với kiến trúc nghệ thuật và điêu khắc tràm từ đây chỉ mất gần 3 giờ xuyên qua các cung đường treo leo cùng khung cảnh núi non kỳ vĩ thơ mộng là có thể đến ga đà lạt nơi người pháp tận hưởng ngày nghỉ xa hoa thời thực dân từ năm 1972, ga Đà Lạt không còn liên kết với tuyến đường tàu chính nên nhà ga sơn màu vàng mù tạt với các khung cửa sổ bám đầy bụi, chiếc ghế lông trong phòng chờ không còn nhộn nhịp như trước. Hiện sân ga số 1 được chuyển thành một quán cà phê treo những bức ảnh trắng đen về thời cực thịnh của nhà ga. Những món đồ chơi cũng được thiết kế như một toa tàu hỏa với ba toa bằng gỗ cũ kỹ được kéo bởi đầu máy diesel tông màu vàng, xanh cảm giác trao đảo khi con tàu đang tăng dần tốc độ lượn qua những đường hầm hẹp thậm chí tiến sát những ngôi nhà nơi cả gia đình đang ăn uống qua các trang trại nhà kính trồng hoa và rau hành trình nha trang đà nẵng chuyến tàu xuất phát từ nha trang vào lúc 16 giờ 30 phút ngồi cùng băng ghế với chúng tôi là một cặp vợ chồng bản địa trong trang phục pyjama họ cũng đang trên đường trở về huế sau chuyến thăm người thân ở sài gòn toa tàu dành cho những người ngồi ghế gỗ hạng hai như chúng tôi cũng có khá nhiều bất tiện hành khách vẫn bị nhồi nhét và ồn ào không có toa ăn uống riêng cho hành khách, thay vào đó có một người phụ nữ khá lớn tuổi đẩy chiếc xe bán đồ ăn như cơm, gà chiên, su su luộc để phục vụ hành khách. Đà Nẵng nổi tiếng với bờ biển tuyệt đẹp và là thành phố hiện đại với những khách sạn cao tầng, ván trượt và dù lượn trên bầu trời. Điểm nhấn nổi bật ở thành phố biển này chính là tượng Phật Quan Âm màu trắng cao 72 mét sừng sững trên sườn núi xanh ngắt màu lá. Ngay sát bờ biển, các thuyền thúng bằng tre nằm rải rác dọc bờ biển trên những bãi cát trắng thấp thoáng một vài người dân làng trài đang kéo lưới ở những vùng nước đục, khi hục kéo lưới với những vạt lưới đầy áp cá. Phía tây nam bao bọc bởi dãy Ngũ Hành Sơn, ngọn núi thiêng liêng được tôn thờ trong nhiều thập kỷ. Chúng tôi trèo qua các bậc thang của núi Thủy Sơn, ngọn núi lớn nhất trong dãy Ngũ Hành với những ngôi chùa, hang động của các tín đồ Hindu sử dụng trước khi Phật pháp du nhập. Hành trình Đà Nẵng Hà Nội. Đến ga Đà Nẵng tiết trời âm u với cơn mưa bất chợt, chúng tôi hy vọng một điều kỳ diệu nhỏ nhoi cho sự trì hoãn của chuyến tàu. Mỗi phút trôi qua ở phòng chờ càng trở nên đông đúc vì nhiều gia đình chen chúc nhau tìm ghế ngồi và những khách du lịch nặng nề với chiếc ba lô đang tìm chỗ. Trong ngoài sân ga tấp nập những gánh hàng rong bán cá nướng, trứng luộc, trà, đĩa đá dán hình chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tiếng chào mời nhộn nhịp. Khi đoàn tàu đến nơi là lúc hành khách ùa lên tàu như một đàn kiến gấp gáp với đống hành lý nặng trĩu. Chúng tôi ngồi yên ở cabin sau tấm màn màu hồng, dẹp những bông hoa giả và theo chỉ dẫn của anh hướng dẫn để chuẩn bị vào khu vực ngoạn mục nhất của tuyến đường sắt cơn mưa phùn không ngớt ngay cả khi đã đến Hà Nội, những đám mây thấp che phủ khu phố cổ, cơn mưa rào chút xuống dần trên cây cầu giữa hồ Hoàn Kiếm và các bức tường nhà hát lớn. Màn đêm buông xuống, chúng tôi ghé vào quán bar và nhà hàng dây quân, nằm gần đường dây xe lửa trong tiếng còi xe inh ỏi không ngừng. Tuy vậy, tiếng xe máy, tiếng gà và tiếng thau, chậu, chảo nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng của đoàn tàu đang đến cùng tiếng gầm như sấm với tia lửa bắn ra từ các bánh xe đang rít lên và cả ánh sáng rực màu hổ phách từ các khoang ngủ. Rồi không gian lại trở nên yên tĩnh, và mỗi khi đến dây quân, chúng tôi lại thưởng thức một ly rượu nếp, nâng ly chúc mừng chuyến đi, sự khéo léo và quyết tâm đeo bám chuyến tàu Bắc Nam này. Các khán giả của Tri thức Việt có suy nghĩ như thế nào sau khi xem đến những giây phút này của video? Hãy bình luận xuống phía bên dưới nhé. Video hôm nay xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.